Bull tới ngay nè. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh Vbox Kids Coloring. Hôm nay chúng mình sẽ vẽ và tô màu nhân vật Deep Bull của vũ trụ Marvel nha. Mà ước gì có túi thần kỳ của Doraemon ha. Để chúng mình cũng bao la một cái là ra được bức tranh rồi á, khỏi cần vẽ luôn. Tỉnh lại bạn ơi, không có chuyện đó đâu, tập trung vẽ đi nào. Nhân vật Deep Bull là nhân vật được coi là hài hước và siêu bựa nhất trong tất cả các nhân vật siêu anh hùng mà mình biết luôn á. Mình sẽ vẽ theo phong cách đầu to người nhỏ để trông nhân vật Deep Bull này trông cute hơn nha. Ok. Xong rồi, giờ chúng mình đi viền lại hình này. Bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nha. Màu đỏ mình sẽ ưu tiên tô vô phần đầu của Deep Bull. Màu đỏ tiếng Anh là red. Mình sẽ tô cho phần đầu và trở lại đôi mắt, tí nữa mình sẽ tô màu khác vô á. Sử dụng màu đỏ để tô vô phần ngực, đôi găng tay và một số phần khác ở chân á. Nếu cảm thấy hơi khó thì cứ nhìn mình rồi tô theo thôi nha. Yeah. Màu nâu, brown tô vô phần đai eo chéo giữa hai thanh kiếm, thắt lưng và khung giáp bảo vệ chân của Deep Bull nè. Tiếp tục là màu xám, gray tô vô hai thanh kiếm sau lưng. Màu đen, black tô cho phần mắt cũng như những phần trên trang phục mà mình chưa tô nha.
tô cả vũng nước màu đen luôn. Okay. Ủa sao vũng nước lại có màu đen vậy? Vũng nước mà có màu đen là nước bẩn á. Vì thế đi đường phải cẩn thận. Nhìn thấy nước màu đen là mình không được dẫm vô như Deep Pool đâu nha. Thế xong rồi mà trông vừa dễ thương và vừa ngầu bà cháy luôn. Đi chạy với Deep Pool không nào? Để không bỏ lỡ bất kỳ tập tô màu nào, các bạn nhớ ấn like video, chọn đăng ký kênh Deep Pool Coloring và ấn chuông thông báo để đón chờ xem những tập mới nhất nha.